nhìn lên cái bài tập này bài tập nãy á, là ba táp đây bài này là ba táp nè một táp trái là canh lấy cái lề trái làm chuẩn tab giữa là mình cứ kẻ là sao xem như là một cái đường thẳng kẻ từ trên kẻ xuống và cái đường đó là đường chính giữa đây là lề bên phải bây giờ mở trang Word ra làm mẫu cho coi nha nếu bình thường nghe đây nè tôi cần cho nên tạo trang giấy mới vậy mình dễ thấy bấm vào đây hai lần cho nó ôm sát lên cái thước cái lề này ôm sát trước thước này nhìn lên màn hình nha cái định dạng táp là thế này ngay góc trên trái á nó có tắp trái nó có tắp giữa thấy không nè à? thấy tắp giữa không rồi tới tắp phải thấy không cái lề phải là lấy cái này làm chuẩn nè rồi về trả bình thường nha lấy ba cái đó làm chuẩn thôi mình căn bản mà nếu bây giờ không đụng đến táp thì sao không đụng đến táp thì tôi đang đánh nè cộng hòa sao chủ nghĩa việt nam cộng hòa xã hội hòa nhìn lên màn hình đi nhìn lên màn hình đừng có nhìn xuống màn hình nữa mình nhìn ra khỏi màn hình lát nhìn lên không biết nó là gì luôn á cộng hòa xã hội chủ nghĩa ha rồi Việt Nam đây ngay đây mà nếu ngay lúc đầu mà nó thuộc vô một đoạn á thì cái người mà không rành vi tính muốn thuộc vô chút xíu bắt đầu đánh vậy nè không phải không có xài như vậy không có dùng phím space mà nó đến thuộc vô một đoạn như vậy là sai rồi tiếp có một cái dạng sai thứ hai là dùng cái phím tab thục vô một cái nó vô được đoạn ừ thì cũng tạm đúng rồi thục tiếp thục tiếp thục tiếp vô như vậy vậy thì làm sao mà để canh đều được một cái văn bản mà nó ra được như vậy ra là vậy nè nó đều vậy nó chuẩn được như vậy không có tự nhiên mà mình phải làm chủ được cái chương trình word và cái chủ đề đó mới gọi là chủ đề tab định dạng tab vậy bây giờ quay qua cái trang word này mình coi nha tôi bỏ nguyên đoạn này luôn nè tôi back back cho ra dùng cái phím back backspace á cái phim mũi tên ra nó kế bên cái phím dấu cộng á, nó nằm ở dòng thứ hai trên bằng phím. Vậy tôi bỏ cái dòng này luôn đi. Nếu bây giờ hỏi táp trái là làm sao? Ngay đây nè, tôi chọn cái táp trái nha, đây là táp trái. Tôi đặt cái táp trái này đặt thẳng một cái thước luôn, đặt ngay nút nút này luôn. Định ngay đây một cái. Thì lúc này bấm táp là nó chạy thẳng vào chỗ kia luôn, chỗ ngay chỗ táp đó mà nó nằm. Thấy ý này chưa? Nếu bây giờ cầm cái thước này cái táp kéo ra khỏi thước thì nó giật về trạng thái ban đầu ngay đây nè nếu bây giờ không định dạng tab gì hết thì quan sát nha quan sát bấm táp một cái là nó nhảy ngay cái g này nè Cái g bên dưới số 1 nè g giữa số 2 và số 3 nè táp táp phải vậy không nhảy ngay g này đúng không táp cái nó nhảy ngay g này vậy ý nó là cái gì cái cái thước trên này á đơn vị đo nó là cm nhưng mà cái táp này đơn vị đo nó là in nửa in Vậy bây giờ tôi muốn xích là cái đường táp này nằm ngay số 1, nằm ngay số 2, nằm ngay số 3 tức là một táp, một bước nhảy táp là 1 cm. Nghe kịp ý nói không nè? Một bước nhảy táp sẽ là 1 cm. Vậy đang nghe đây nè, chọn home, chọn paragraph, bấm thẳng vào đây thì táp một cái nghe đây. Thì nghe đây là 1.27. Thì tôi sửa lại một bước nhảy táp, bạn thấy nó xịt ra nó đẩy ra tí xíu không? Nhìn góc trên thấy nó đẩy ra không nè? Thấy đẩy ra đúng không? thấy đẩy ra đúng không rồi đẩy ra khi đang hướng dẫn á mọi người cứ nhìn thẳng lên màn hình cái đoạn hướng dẫn này sẽ được quay lại bằng một cái video clip sau đó mình coi lại lần nữa rồi mình vừa coi vừa thực hành còn bây giờ tôi đang hướng dẫn trên này rồi mọi người nhìn xuống màn hình bên dưới á lắc nhìn lên không biết nó là cái gì rồi bữa sau về nhà coi video clip cũng không biết nó là cái gì luôn nha nên đờ làm là đừng đừng mất tập trung khi mình đang nhìn dưới lắc nhìn lên không biết nó là cái Hoặc nhìn mặt nó cũng không biết nó là cái gì luôn nữa ha rồi ngay đây là sửa số, số 1 thì cái nút ngay g này nè nó thuộc về ngay số 1 nè. Rồi, tôi ok một cái thì bạn có thấy là nó xịt về không? Nó ra được vấn đề này không? Bây giờ tại ở trên là đơn vị đo của cây thước, còn bên dưới là bước nhảy của táp. Tôi bấm táp cái số 1, táp cái số 2, táp cái số 3, táp số 4. Bây giờ định dạng lại nha. Một bước nhảy táp sẽ là 1.5 cm. Thì bấm vào đây nè, paragraph, táp, tôi sửa thành 1.5. Tôi bấm ok thì thấy nó xịt là ra giữa không lúc này táp một cái nó không phải là một nữa mà là một rưỡi ba bốn rưỡi sáu hiểu ý này chưa rồi bây giờ mục đích cuối cùng là sao một bước nhảy là một cm để mình dễ làm việc vậy thì ngay đây bấm số 1 ok đó bước nó 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 rất là đều và nó rất là khích một bước là một táp xong này chưa nè xong thì ta có ba táp là táp trái táp giữa táp phải thôi Vậy thì tắp giữa lấy lề giữa làm chuẩn nhìn nha Lấy lề giữa tôi bỏ chọn tắp giữa Tôi chọn ngay số 5 luôn Tôi đặt ngay số 5 luôn Vậy nếu ngay đây mà tôi bấm tắp một cái Cộng hòa xã hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tạm dày đi Thấy lấy, lấy lề giữa làm chuẩn không Thấy ngay cái cái trục này Cái trục kéo thẳng từ trên này Mà tưởng tượng ra thì nó là giữa làm chuẩn không Enter tôi tắp một cái nữa Độc lập là, là lát mình sửa cái này mấy này lại nha bỏ phiên cái tab táp cái à, độc lập tự do nè đó phải phải thấy này không nó canh cái này làm chuẩn thì nó đẩy hai bên ra sao cho đều và nếu không dùng tab ta không làm được bài này bài này không hoàn thành tốt được hiểu ý này chưa hiểu ý này nhưng mà bây giờ ngay đây kỹ thuật nâng cao nằm chỗ này nè phải lề cái này là lấy lề giữa làm chuẩn thì tôi chọn hai dòng này nè một hai nè Tôi đẩy nó sẽ tới đi Thì tôi đẩy cái con tab này sẽ tới Thì nó ra ngay giữa nè bách làm sai bách trở lại nè Ngay đây làm trật cái tay thì đẩy cái đó lại Đó nó lấy cái này làm chuẩn đúng không Rồi bây giờ coi tiếp nha Có trường hợp là mình định tắp giữa tắp phải gì đó Mình bị nhầm lẫn Mình bị sai Mình bị quên Thì sửa cái tắp này nè Thành tắp trái thì sao Thì sửa cái này thành tắp trái là lấy lề trái làm chuẩn Lấy cái lề này làm chuẩn nè Bây giờ đây Tôi chọn hết tôi bấm vào đây nè bấm hai lần vào đây luôn tôi sửa cái này nè này tám này là, là center left trái center là giữa right là phải tôi sửa cái này thành tập trái set ok thì thấy nó sửa làm lề trái rồi nè hiểu ý này chưa bây giờ làm ngược lại là nếu bây giờ tôi lấy cái trục số 8 ngay cái cái cột mốc số 8 á, mà làm lề phải thì sao cũng <laughs> cũng tương tự vậy luôn bấm vào đây hai lần luôn và ngay đây là tôi chọn right set thì cái chữ này nó thục vô nó lấy cái bên phải làm chuẩn ha ok ok nó thục vô, à, uh, 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 vô và lấy bên phải làm chuẩn hiểu chưa nè bây giờ tôi có đánh văn bản cái gì đó nó cứ chạy ra và hỏng táp thì thôi còn táp thì nó cứ bay vô và lấy bên phải làm chuẩn đúng không một cái nội dung như vậy mà mình muốn nó lấy cái gì làm chuẩn thì nó sẽ chuẩn chuẩn theo cái đó bây giờ bỏ một táp thôi trên màn hình mình chỉ có một táp bỏ thì cầm nó kéo ra khỏi thước hiểu ý nói nè cầm nó kéo ra khỏi thước lúc này văn bản mình có định dạng sửa sai gì đó thì cứ sửa ha đó bây giờ ngay đây nè thuộc vô văn bản đều rồi đó nguyên cái cụm này bắt đầu mình mới định dạng tab thì mình cứ vào đây mà cho tab nó đặt một cái tab tab ngay đây hiểu chưa mình muốn tab số mấy đó mình cứ định dạng bây giờ ngưng cái này đi tôi delete tôi xóa cái này tôi quay qua giải quyết ngay bài này luôn bài số 1 hồi nãy giải rồi nên nhìn là cái clip phim số 1 mình về nhà coi giải có phân biệt được táp trái táp giữa táp phải chưa táp giữa là nó có dấu à, chữ l là lề trái đúng không chữ l cái táp này nè ở đây cái chữ l này nè 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 nhìn nè đó chữ l này là lấy cái lề trái làm chuẩn Nhưng mà lề phải thì chữ l lật ngược lại ha còn hai chữ l nối này nè hai chữ l nối nè là tách giữa phân biệt được này chưa rồi giải quyết về bài tập này coi nha À, bộ giáo dục và đào tạo, rồi đây là cái đề mẫu thôi, đây là một cái đề mẫu, à, rồi làm tôi làm theo đề mẫu này luôn. Khép lóc mở lên để đánh in toàn bộ bộ giáo dục đào tạo, rồi trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. ngay đây tôi cắt ra một cái ngay đây cắt ra một cái cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngay dưới này tôi cũng cắt ra một cái chữ khá to đúng không chữ này chữ 14 dưới này là độc lập lập cách ra tự do cách ra hạnh phúc enter xuống dòng nhìn có cái gì nữa không nhìn có cái đường gạch này đường gạch này là hai cái này là nằm vô tab nha. Đây. Rồi tôi tôi bấm shift đi. Shift 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 3 4 5 6 7 8. Cách ra một cái 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, một cái 8 một cái 10. Kịp cái này chưa? Enter xuống dòng. Enter xuống dòng rồi ngay đây, ngay đây cái bài tập này nè. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập, bấm vào đây chọn đơn sinh bảo lưu kết quả học tập enter xuống dòng nhìn tiếp cái này nè cái này không cần tab gì đâu thật ra lát đánh là định dạng bình thường bây giờ tôi quay lên đây tôi hướng dẫn cho định dạng tab này nha tôi quét từ trên này xuống đây tôi chọn cái phong chữ này khoảng tầm 12 thôi để mình dễ nhìn kịp chưa nè bấm vào chữ b là anh đậm định dạng cái này là hai tab giữa <laughs> vậy thì hai tab giữa này ngay đây là số 3, số 4 số 4 rồi số 11 nha đây là ước lượng thôi mẫu số 4 rồi số 11 Thì tôi bấm vào paragraph -ra này tôi kích trỏ vào đây và tôi chọn tab đơn dạng một cái số 4 Số 4 này là tab giữa nha Số 4 này là tab giữa không có dấu chấm nào hết Tại cái đề này nó trên đoạn nhìn quan sát ở trên nè Thấy có dấu chấm nào không? Không, không có liên quan gì đến dấu chấm Nên mình không có để ý gì đến cái dấu chấm cái phần leader này hết Được chưa nè? Rồi, đây ngay số 4 Tab này tab giữa, set một cái Nãy mới nói là ngay đây số 11 11.5 đi 11.5 cũng tắp giữa luôn set một cái đó ngay đây là thấy không ra cái này là định dạng hai cái này cần trên z làm lại nè tôi quét toàn bộ trên này xuống đây định dạng tab phải không bấm vào đây số 4 tab số 4 cái này là ước lượng nha lỡ làm sai điều chỉnh được luôn nhưng mà đừng quá sai tôi là mà ước lượng nó, nó, sai quá đi thì phải coi lại á sai vừa vừa mình còn sửa còn sai quá bắt buộc clear hết chọn clear on xóa toàn bộ ha rồi ngay đây là tab giữa, set 11.5, tab giữa, set luôn ok vậy ba dòng này được định dạng bằng tab. Ngay đây tôi bấm tab một cái, nó không nhảy kệ để luôn nha. Ngay đây tab một cái, đó nó nhảy đó. Ngay đây bấm tab một cái. Ngay đây đấm tab một cái, nó bay qua nhảy đó ha. Ngay đây bấm tab một cái, rồi ngay đây bấm tab một cái nữa. Tab. Thấy không? Thấy cái này chưa? Enter xuống dòng. Bây giờ cái đoạn trên này chữ nó cũng vẫn còn to. Thì cái này cho 10 đi Để mình dễ thao tác, dễ nhìn thấy nó không Vậy là có phải là bấm lên đây là Bấm lên đây nè, nhìn tab nó hiện hình rồi ha Tab lên đây là Nguyên cụm nhỏ này nè Nguyên cụm nhỏ bên góc trái nằm bên tab giữa Nguyên cụm nhỏ bên góc này nằm bên tab Được cái này chưa Bây giờ nếu mà giờ có điều chỉnh á Điều chỉnh nới nó rộng rộng ra đó Quan sát lên màn hình nó có điều chỉnh rộng rộng ra nè Tôi chọn một dòng, hai dòng, ba dòng Tôi đẩy nguyên cái cụm là Cộng hòa sao cho nghĩa Việt Nam Độc lập tự do hạnh phúc qua phải chút xíu Chọn cho kỹ cái này nha, đừng chọn nhầm, đừng chọn sai. Tôi đẩy qua ngay số 12 luôn thì bạn thấy nó xịt ra khá rộng nè. Tương tự vậy, nếu mà cái này tôi đẩy vô bên trong chút xíu nữa thì nó xịt ra. Hiểu ý này chưa nè? Được rồi phải không? Enter xuống dòng. Rồi ngay đây nội dung, nội dung này đánh rất bình thường nhưng mà vẫn phải đánh để cho mọi người cùng coi. Kính gửi Thầy hiệu trưởng, đồng kính gửi ABC gì đó. Đây, làm luôn kính gửi thầy hiệu trưởng rồi đồng kính gửi làm định dạng chút định dạng cho giống nha đồng kính gửi ai đây ban chủ nhiệm khoa công nghệ thông tin là phòng đào tạo nhiệm khoa táp một cái đi, à ngay đây chỉ này nè, ngay thầy hiệu trưởng nè bấm táp ra cái nó thục ra một cái đi, khoa, ngay đây táp cái, ngay đây táp cái, rất đều, táp, cái này nó không định dạng táp ở trên nha, táp này là táp tự do, ngay đây định dạng bấm phím táp tự do, cái nó thục vô thục vô thục vô thì thục vô như vậy rất đều, hiểu chưa nè, bấm phím táp tự do, phím táp là nằm trên phím kép lóc á, nó dãy bên trái á, nhìn bằng phím mình thấy không? chứ đừng có định dạng tab trên này ha tự động là nó sẽ thục thục vô rất là đều rồi như vậy thì như vậy thì ngay đây còn cái gì nữa đây phòng đào tạo phòng đào tạo rồi ngay đây là cần thì mình cứ gạch ngay đây cần cứ gạch cần cứ gạch enter xuống dòng chẳng liên quan gì hết xong bài này bây giờ cái cụm này cho nhỏ lại nè quan sát nha kéo đây cho nhỏ lại 12 thôi nội dung chính thật ra là 12 là đủ rồi 12 là đủ nội dung quan trọng là 22 enter bôn đậm ra giữa khi mà mình nhìn quan sát nè thu nhỏ màn hình gọi là thu nhỏ góc view á view là chỉ là nhìn chứ không phải tăng size nha tăng sai giảm sai á là in ra ta sẽ thấy nó chữ nó lớn nhỏ còn tăng giảm độ view thì bấm phím control và thu nhỏ màn hình đẩy bi á, bi lăn giữa của con chuột nè đẩy tới đẩy lui đẩy tới đẩy lui thì ta sẽ có cái, cái nhìn là tổng diện cả một cái văn bản của mình nhìn thấy nó đẹp hay là không đẹp chứ đừng có đừng có mà 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 tăng sai nó lên là khác á tăng sai lên là chữ in rất là lớn khi mà ta Ta tổng duyệt cái văn bản này, ta thấy cái này nó lớn quá, ta cho nó 18 thôi, rồi là ok rồi. Đúng không nè, đẩy ngay đây là ra đây. Đến lúc này là, bài tập này thật sự là đơn giản, nên làm đến đâu thì tôi hướng dẫn định dạng đến đó. Chứ thật sự là về nguyên tắc văn bản, là ta phải đánh từ đầu đến cuối, đánh hết đi, rồi định dạng một lần. Cái này hồi đó dạy rồi đúng không, bữa trước dạng lần rồi. Tức là bước 1 là nhập văn bản thô, đừng sai chính tả thôi. Bước đó là bước đầu tiên nhất Dành nhiều thời gian cho nó Sau đó là dành thời gian mét Tức là định dạng cho nó Thì tùy độ khó của văn bản Thì định dạng khoảng chừng 5 đến 10 phút là xong Là nếu bạn rành Phải không Còn trong trường hợp mà Vừa đánh máy mà vừa định dạng Vừa đánh máy mà vừa định dạng Cứ đánh máy đến đâu định dạng đến đó Là làm hai tiếng cũng không xong cái văn bản nữa Tại nó bị dính qua dính lại Nó cứ vướng hoài Chị nhớ lời nói không nè Là văn bản là chỉ có là đánh máy xong rồi mới định dạng Thôi bây giờ xuống đây là em tên là ngày sinh lớp ha. Giờ chỉ cho cái đoạn này cho biết nè. Lát làm đến đây nha. Quay lên đây từ đầu đến đây nè, từ đầu đến cái đoạn phòng đào tạo á thì ta có hai tab ở trên này ta phải lưu ý đặt cái cụm này hai tab. Thấy không? Rồi, em tên là, rồi ví dụ nha. em tên là hai chấm. À đừng có làm vậy. Đừng có bấm phím giữ chuột, bấm phím dấu chấm luôn nha. Bấm phím dấu chấm luôn nó giữ nó trôi luôn như vậy, sai rồi. Sai lắm luôn á, nên không có xài vậy. Mà giờ mọi người coi nè Em tên là ngay đây Tôi đặt một cái tab Trần ngay nút 15 hoặc ngay nút 16 Là do tùy mình chỉnh Hiểu ý không nè Rồi hai giờ xuống đây làm tiếp đi Em tên là um, sinh ngày nơi sinh uh, tại lớp khoa chừa hai dòng này ra tại cái này nè em tên là hệ đào tạo vì lý do là giống nhau cấu trúc giống nhau mà hiểu không nè Vậy coi một dòng 2, 3, 4, 5 dòng 5 dòng này giống nhau Nên coi đây Em tên là cách ra 1, 2 cái này đi Rồi tiếp nè Tiếp coi bên dưới Quan sát cách định dạng bằng bản cực kỳ nhanh Rồi thêm vài cái nữa đi Có sao đâu Rồi đến đây là Em xin được bảo lưu kết quả học tập Em xin được bảo lưu kết quả học tập rồi làm gì đó thì làm tiếp. Bây giờ tôi định dạng trên đoạn này cho coi này nha. Tôi quét từ cái đoạn này xuống tới cái đoạn này. Táp một cái, một táp duy nhất thôi, một táp duy nhất nằm bên tay phải cho ngay số 16 luôn. 16 táp này táp phải đi dấu chấm, set, ok. Thấy điều gì xảy ra không nè? Có làm gì đâu thấy ngay đây bấm phím táp một cái nó ra liền thấy chưa? ngay đây cách hai dòng mà nãy mới nói ha, bấm tab một cái ra liền xuống dòng tab một cái ra liền dễ chưa một phím tab thôi mà bạn thấy là lề trái lề phải cực kỳ đều nhau còn nếu giữ chuột luôn là nó xịt nó so le so le so le rất xấu và cái người khác mà nhận cái văn bản của mình làm á làm tao nói là mình thiếu chuyên nghiệp thấy gì làm đó không có bài bản không có khoa học gì cái khả năng tổ chức rất yếu phải không rồi đến ngay đây là nó bị dẫn dính táp mà hai dòng này trống nhưng mà dính táp vậy thì hai dòng trống này dính táp thì tôi bỏ táp ra đi có sao đâu hiểu không táp này là ăn táp 16 sáu táp này ăn 16 sáu táp này ăn 16 là đúng rồi còn ngay đây nè thì bây giờ lên ngay đây làm tiếp luôn là à ngay đây có hệ đào tạo gì đây nè cứ đánh bình thường thôi đâu quan tâm gì nữa ha đó đánh bình thường chẳng sao cả đánh cái dấu chấm tự động nó đẩy thụt lùi ra, đúng không nè Ngay đây hệ đào tạo rồi rồi gì đây? Vì lý do à Đây nè. Vì lý do, lý do nào đó ha. Em tên là ngày sinh lớp hệ đào tạo vì lý do. Rồi bây giờ tới này. Tới hai cái này thì uh, uh, có một cái tab nhỏ nhỏ nhìn đi nha. Một cái tab trái nữa, thấy không? Nơi sinh ngày sinh cách ra nơi sinh thấy nó chặn đều nhau không à, ngay đây đều nhau ngày sinh nơi sinh tại lớp khoa ngày sinh khởi nơi sinh tại lớp cách ra khoa rồi mớ một mớ em này nè cái ngay phía trước này không cần tab nhưng mà ngay đây tôi cần một cái tab tab trái ngay đây tôi bấm phím này tab một cái tab trái nằm ở ngay chỗ số 8 là được rồi một cái tab trái tab trái là led dấu chấm ok ngay đây tab ra cái ngay đây tab ra cái bài tập mình đến đây là xong phần này đó thế nó dễ không nó lọt vô khung hết hiểu không còn bây giờ nếu nãy mình bỏ hai cái này ra cũng có sao đâu cứ ngay đây cái đầu chỗ nào còn trống thì cứ enter xuống dòng rồi mình sửa mấy cái tab này lại ha thì làm từ trên xuống này còn văn bản bình thường mình cánh bình thường vậy ngay đây có người đặt câu hỏi nè em xin được không cái này không bình thường thì mình không cần phải táp chỉ cho nó rối đừng bài ra chỉ có một dòng hai dòng thôi đó chưa nè rồi dưới này luôn nè ở dưới này ba cụm nè hà nội người làm đơn thì đây là đặt cho một cái tắp phải nha nghe đây cho xin một cái tắp phải xin lỗi nghe đây cho xin một cái tắp giữa tại ba dòng này thấy nó canh giữa là giữa không được chưa nè ba cái này canh là giữa chấm chấm này có táp không câu trả lời là không mình chỉ chấm bình thường chấm năm bảy chấm gì đó ha đừng có đừng có bày ra nữa là, là rối lắm được chưa nè ngay cầm dưới là một cái táp phải hết tới đây là xong phần này thôi được chưa nè trả máy là thực hành một đoạn nữa cho xong sang qua